cảm thấy là đường làm ăn của con rất là chật vật, rất là chật vật, kinh khủng khiếp luôn. Và hôn nhân thì không thể yêu được ai mà cũng không thể lấy được ai. Tức là con không có cảm giác là con thích lập gia đình hay là thích một bạn khác giới nào đó trong rất nhiều năm. Và con thấy là những người bạn bằng tuổi con sinh năm 90 thì các bạn đều bị như vậy. Các bạn nói rằng là tôi cũng trả lễ mất hàng trăm triệu thì tôi gia đình tôi mới được như thế này. Và con cũng vừa mới đi xem một thầy cũng ở dưới khu Hòa Đông ấy, thì thầy bảo con là phải con bị đúng là bị người âm hành, và cũng đi xem nhiều thầy cũng trùng nhau, họ cũng đều nói như vậy. Có thầy thì bảo đòi là 50 triệu mới 70 triệu. Thì con muốn bảo là thôi tiện thể hôm nay xuống đây hỏi thầy xem nào. Cái định hướng của con sắp tới là cũng định trả lễ đấy, tiếp. Và con nhận định là thầy là mình gặp là đúng rồi, nhưng mà con đang không hiểu sao. Con bảo là nghĩ là mấy chục triệu nó không quan trọng, nhưng mà mình làm mà mình cứ bị như thế thì cảm thấy là mình làm, vấn đề là mình làm nó có thật sự là được mà con hay bị không? Nóng tính lắm ạ. Trước hết thôi thầy xin trả lời câu hỏi của Nhung nhé. Thế thì thế này, thực ra thì thầy nói với con, thứ nhất là nhìn tướng con, nghe cái giọng nói của con ấy, thì thầy biết con đó, đúng là con cũng sẽ có cái lận đận trong cái đường mà tình duyên đó nhé. Thứ hai là nếu con không có sự tu tập để chuyển nghiệp thì con cũng khó thành công. Nó không phải là cái chuyện tuổi nữa đâu. Ở ngoài đời người ta cứ bảo cái tuổi 90 con là tuổi canh, phải không? Canh cô mậu quả. Tất nhiên ấy, tại những cái người sinh cái năm ấy á, thì đúng nó cũng có một cái duyên nghiệp giống nhau, nó gọi là đồng nghiệp. Thường là như vậy. Ở đây con á, về phía con, về phần âm người ta tác động thì là có, không phải không có nhé. Thế về phần âm tác động thì không phải là con đi theo mấy vị thầy bói, mấy vị thầy cúng mà làm được cho con đâu. Đối với đạo Phật thì biết rõ mỗi một người chúng ta kiếp này sinh ra, chúng ta mang theo ân oán của rất nhiều từ tiền kiếp sang kiếp này. Ví dụ trong kiếp trước con từng là một vị phu nhân của một vị ông quan lớn nào đấy, rồi con ác hại một cái cô nô tỳ, phải không? Thế cho nên kiếp này cô đi theo, cô hành con, làm cho con chay chặt, rồi hành cho con cũng không gặp được ai ưng ý, phải không? Ai đến với con người ta cũng sợ, ví dụ thế. Nó oán thù mình, nó khiến cho mình sinh ra những cái điều không tốt. Thì nhà Phật mình vẫn gọi là trong nhân quả nghiệp báo. Nhung hiểu không? Vậy thì để giải quyết những cái phần mà phần âm á, họ theo con, họ hành con, họ làm cho con hay nóng nảy, hay khó chịu, hay đổ vỡ, thì phải là những người có đức tu tập mới có thể giúp họ được. Không phải mấy ông thầy cúng còn uống rượu, còn ở nhà ngủ với vợ mà có thể giúp cho con được đâu. Không phải. Nó phải là người thật sự là tu tập chân tu, có đức mới có thể cứu được. Người có đức mới độ được âm, độ dương được. Chứ còn không phải mấy ông thầy cúng, mấy ông thầy bói không giải quyết được vấn đề. Con mất tiền những vị không giải quyết được nhá. Đấy, thế thì nếu con ở Hà Đông thì con có thể, thầy sẽ cho cái số điện thoại con kết nối với đạo tràng Phật tử của thầy ở Hà Đông. Ở Hà Nội thầy có hơn 100 đạo tràng Phật tử mà. Thì họ sẽ kết nối với con và họ hướng dẫn con cách tu tập, cách sám hối để con chuyển hóa cái oán kết với cái phần âm này. Tức là con phải tự tu đấy, chứ không phải là ai tu hộ đâu. Mình phải tu nha, để mình chuyển hóa cái nghiệp của mình nhá. Nhung nghe chưa? Thì và khi nó đã tốt việc đó thì kể cả làm ăn của con cũng sẽ tốt lên, vì phần âm này nó cản trở con cả trong việc làm ăn nhé.